Rồi, vừa rồi quý khách đã được nghe cái tiếng động cơ của chiếc Harley 1200, chiếc 48 rồi hả? Một cái tiếng nổ mà đặc trưng của nhà Harley, rất dễ gây nghiện. Chiếc xe này được map cực kỳ, một anh thợ map cái động cơ này rất là giỏi. Nó nổ ực, nghe rất là nhẹ nhàng, nó muốn tắt nhưng mà không bao giờ tắt. Rồi, hôm nay Motovanga sẽ tiếp tục review những chiếc xe mới về và những chiếc xe đang có sẵn tại cửa hàng để phục vụ anh em đam mê, quan tâm xem chơi và có nhu cầu hợp ý lựa chọn thì lựa chọn hả. Còn những anh có đam mê mà chưa có điều kiện để sở hữu thì hãy đam mê, hãy nuôi dưỡng đam mê, xem những clip những con xe như thế này chơi hả, và ủng hộ kênh mình sẽ rất chân thành cảm ơn tất cả anh em, quý khách tất cả anh em ha. Rồi, đây là chiếc 48 đời 2017, một phiên bản nhập Mỹ và đã được lên đồ chơi rất là nhiều. Và đúng rồi, được lên đồ chơi rất là nhiều, một cái phong cách độ, nhưng mà độ chiếc xe này giữ cái nét zin của nó, giữ cái form zin, không có cắt ha, không có cắt, không có thay đổi kết cấu, chỉ lên đồ và thay đổi màu sơn và bô ghi đông thì những cái đó cái lên thêm nha. Các anh mà đang tìm một chiếc xe đời phiên bản nhập Mỹ thì vào đây xem nha. Chiếc xe được lên ghi đông cao ha. Đồ chơi nhiều nè, giữ y cái máy đó đi, từ từ giữ y cái máy. Ghi đông cao nha. Dây dây thắng Zambia, tay ga, lên đèn LED bi ha, lên đèn bi LED á. LED bi. Chống đổ, lọc gió Smirigo, bộ bô version 2 và sơn cái thùng xăng họa tiết hoa văn rất là ngầu ha, rất là ngầu, rất là chất đẹp, phù hợp với cái nắp xăng và cái thùng xăng luôn ha, cực kỳ đẹp ha. Đây sơn nha, không phải dán decal nha. Lên luôn cái báo sân ở trong báo sân, đúng rồi, ở dưới nắp nhớt này. Rồi. Xin lỗi, cái này báo sân hay báo nhớt thì quên rồi ta. Review mà hơi ngáo ngáo thôi, được rồi, để lát nữa mình sẽ coi mình nói sau ha. Xin lỗi. Và yên sau luôn nha, lên cái yên Harley, một cái yên đôi đẹp, bộ yên zin còn nha, quý khách mua thì mình cũng sẽ gửi tặng luôn, bộ zin còn đây, tất cả những cái đồ lên xong rồi, đồ zin còn nè, bô nè, bắp bô hả, ghi đông, yên chó đèn trước rồi, lọc gió nữa nha. Rồi, gần như là còn đủ tất cả ha. Rồi, quý khách mua được, sở hữu được chiếc xe này thì còn một bộ đồ zin đó luôn. Về thích giữ ghi đông này, xài cho nó thông thả khỏe thì dùng. Còn không thì xuống cái tay lái zin ok hả. Bô này cũng bô đồ chơi version 2 và bô zin còn đủ. Cái tay lái này dùng ngồi rất là khỏe nha. Ngồi rất là khỏe đó. Di chuyển rất là khỏe hả. Này, như đã nói thì còn cái này lên thêm một cái lọc nhớt nữa à, mà cái đó không sao. Để như đã nói thì cái chiếc này là phiên bản nhập Mỹ nha, nhập Mỹ là từ 2018 trở về trước thì nhập Mỹ, từ 2019 trở về đây thì xe nhập Thái. Có các anh em, có những anh thì thích xe nhập Thái nó gần đây hơn, nó đời mới hơn. Có những anh thì thích xe nhập Mỹ đời 2018 trở về trước. Thì đối với những con Harley thì đời 2017, 2018, 2015, 2016 miễn sao xe đẹp là dùng ngon hả. Nhưng mà kiếm được chiếc xe nhập Mỹ thì có những anh chơi lâu năm vẫn thích hơn. Chiếc xe Odo hôm nay được 10.000. Đây, quý khách xem nha. Odo hôm nay được 10.000. Đối với một chiếc Harley ngày trước mua 600 triệu, 630 triệu như chiếc này mà Odo 10.000 thì không vấn đề gì ha quý khách. Lên sẵn đèn LED bi nè. Cái gói trang bị cho chiếc xe này cũng tầm 100 mấy chục triệu á. Đèn này cũng phải 10 mấy triệu nè. Ghi đông nè, dây nè. Nói chung là rất là nhiều. Anh em có độ xe, có chơi xe, đam mê thì biết rồi ha.
vừa tốn kém mà vừa thời gian đợi rất là lâu khi lên và dọn một chiếc xe như thế này. Đời 2016 trở lên thì cái phuộc và dòng này bánh mâm hả, mình có một chiếc bánh cầm phiên bản trước, chiếc xe cũng cực kỳ cộp ở trong kia luôn. Nghĩa xe cho quý khách xem cái đang nói đây là chiếc phiên bản cũ ha quý khách, một dòng bánh cầm. Cũng có rất nhiều anh em thích bánh cầm, gọi là bánh tâm á ha, nó kiểu cổ điển hơn và nó linh hoạt hả. Rồi qua bên đây trở lại chiếc này thì đời 2016, giữa 2016 trở lên thì nó là bánh bánh mâm như thế này. Nó nhìn nó rất là thể thao, cái phuộc này nó cũng lớn luôn ha, cái tay phuộc nó cũng lớn hơn như chiếc vừa rồi vừa ghi. Có hai chiếc để so sánh, tay phuộc rồi mâm nè. Chiếc xe ô tô 10.000, chiếc xe còn cực kỳ đẹp ha, rất là đẹp, lốp cũng vậy, chưa có mòn bao nhiêu hết. Thậm chí là những cái ốc chụp, cái chụp này cũng của Harley, nhìn là rất là chất. Anh chủ này trang bị cũng khá là đẹp nha. Lọc gió Shimano nha, đây lọc gió Shimano này cũng tầm mười mấy triệu rồi, bô này cũng tầm 20 triệu hơn luôn, phải mua mới hả. Còn bây giờ qua cũ rồi thì mình không có tính cái giá nó được. Đây quý khách xem vào động cơ của chiếc 1002 này nha, chiếc xe được giữ gìn kỹ lắm, 10.000 thì chiếc xe cũng còn rất là chất theo năm tháng, mà phải nói rằng giữ kỹ đẹp á. Harley thì giải nhiệt bằng gió ha quý khách, giải nhiệt bằng gió các dầu, cái này lên các dầu bên kia nữa nè. Rồi từng chi tiết. Đẹp nha. Bô này thì nổ hơi lớn, nhưng mà cái bô này máp lại cái động cơ ra cái bô này cực kỳ hay luôn. Lát mình sẽ nổ thêm một lần nữa hả. Tiếng động cơ rất dễ gây nghiện. Rồi, Harley thì dùng dây Cura quý khách biết rồi hả. Những anh em mà biết rồi thì không cần phải nói thêm, còn mình bổ sung về để các anh sao biết. Biển số hiện tại là thành phố Hồ Chí Minh 59A3 30661. Biển số cũng đẹp luôn. Rồi lên lắc nhắc nhiều lắm à, chẳng hạn như cái gác giò sau cũng vậy nè, cái này cũng được lên. Rồi cái yên lên một cái yên rất là xịn, yên của hãng Harley luôn ha. Những cái lắc nhắc, những cái này là cũng lên thêm nha, cái miếng che giấu cái đường ron của cái này. Những cái này không biết ảnh đặt đâu mua cũng khá là đẹp luôn ha, anh chủ cũ đặt làm lên khá là đẹp. Cái nắp này cũng nắp đồ chơi lên luôn ha, cái nắp zin thì không còn ha, cái nắp này cũng nắp của hãng Harley luôn. Rồi lên thêm được cái cát dầu ở bên này ha, để giải nhiệt nó chắc có lẽ là nó mát hơn. Đây, hiển nhiên như vậy mới lên. Rồi tất cả máy móc zin nha quý khách, này cực kỳ vừa ý đẹp luôn. Đối với chiếc Harley mà dùng 10.000 thì không vấn đề gì. Những cái này là sơn ha quý khách, sơn họa tiết này đẹp lắm, không phải là cắt tem đâu. Các anh mới chơi Harley thì lựa chọn 48 là khá là hay ha, và những anh nhỏ con không được lớn con á, lựa chọn 48 thì đi an toàn lắm. Đây, cái chỗ để dò thì nó hơi xa một tí ha, nhưng mà các anh về có thể thích tùy giờ vô trong là tùy ha. Đó là mình nói với những anh mà nhiều khi cũng không cao lắm ha, chứ còn những anh cao 1m6 mấy rồi trở lên thì cái chỗ để dò chỗ đó rất là khỏe rồi. Cái tay lái cao này thì mình đi nó khỏe, nó thông thả hơn rất là nhiều so với tay lái zin thấp nha. Xác xe này, thùng xăng này thì đổ đầy được 7.9 lít cũng như là 8 lít, thì so ra với những dòng Harley khác thì thùng xăng này hơi nhỏ ha. Xác xe này thì 247 kg. Đây, chiều cao yên rồi thì rất là vừa phải, thấp thôi, không có cao. Chiều cao yên có 650 mà thôi. Chiếc xe cực đẹp, các anh em mà đang tìm một chiếc xe độ và một chiếc xe bản Mỹ đừng bỏ qua chiếc này uống ha. Rồi
cái này hơi yếu pin một tí xíu, chưa nhận nhanh được. Nó pin nó mạnh thì nó nhận sẽ nhanh hơn. Cái này lát mình sẽ thay pin, nó chưa được nhận nhanh một tí. Quá đã luôn à. Nói gì mà giống như người bệnh mà sắp tắt hơi luôn, muốn đi rồi mà không có tắt hả? Giống như những người mà già quá hay là bệnh quá nó hớt cái hơi á. À, xin lỗi à. Nói chung là hơi suy luận ra nó cũng hơi kỳ, nhưng mà giống như cái người muốn tắt thở mà không có tắt luôn á. Rồi, và nó cũng hơi giống cái tiếng mà ngựa nó chạy. Rồi, Harley nó khiến cho người khác thích, dễ gây nghiện vì cái động cơ của nó. Và bản chất như chiếc này đời 2017 thì dòng này thì máy nó nhanh hơn rồi, nhưng mà nó đạt được cái tiếng mà nó chậm rãi, nó ra nó rõ ràng nó như vậy đấy, thì phải map. Mà những người thì có trình độ về chiếc xe về map như cái này sâu thì mới làm được như vậy hả. Map nó ra cái âm thanh theo cái ý như vậy thì phải nói rằng là một người thợ map ra cái âm thanh này rất là giỏi ha. Rồi, để nói gì thêm, rồi không biết nói gì thêm, cái mà quý khách quan tâm sẽ là cái giá mà thôi. Giá cho chiếc xe 48 đời 2017 nhập Mỹ này có giao bán xe lên, đồ chơi trang bị sẵn nhiều như vậy, và thùng đồ chơi còn đầy đủ, quý khách mua thì mình sẽ gửi tặng hết luôn. Chiếc này có giao bán là 355 triệu, hay quý khách 355 triệu cho chiếc 48, ngày trước mua cũng phải 600 mấy triệu, và lên đồ chơi cũng tầm 100 mấy triệu, nói chung là khá là nhiều đó ha. Nếu mà cộng vô thì cái giá thành nó lên rất là nhiều, nhưng giá hôm nay giá bán là 355 triệu. Quý khách mua thì mình có thể bớt nhau một tí xíu được nha, không bớt nhiều thì có thể bớt nhau một tí xíu được. Giá bán 355 triệu cho chiếc 48 đời 2017 phiên bản nhập Mỹ ha. Rồi, lâu lâu mới có một chiếc như vậy đó, thì quý khách có quan tâm thì liên hệ sớm nha, chứ không có chiếc thứ hai đâu, rất là ít, rất là lâu lâu mới có như vậy. Fortier thì bên trong còn hai chiếc, chẳng hạn như chiếc này thì được độ bumper ha. Đời này thì đi guitar, đi tay lái ngang, nhưng mà theo mình á thì mình rất thích, mình thích hơn thì nếu cái này lên được cái tay lái cao, nó cao hơn cái đó nữa thì nó cũng sẽ mình thích ha. Đó là góc nhìn của mình, còn các anh chơi thì các anh tùy thích cái sở thích này tay lái ngang ha. Rồi, đây là chiếc xe cũng đã được chiếc 48 cũng đã độ sẵn, 48 đã độ sẵn. Còn này là chiếc Jean và đời 2014 đi Odo 2500 cây, một phiên bản bánh căm. Ngày trước là anh chủ đập thùng là 29.000, 29.000 là tương đương là hơn 600 triệu chiếc này ha. Chiếc này nay có giá bán là 335 triệu, 335 triệu cho chiếc chiếc 48 đó. Lát mình sẽ làm cái clip đó. Rồi, này 355 triệu ha quý khách mua. Chiếc này thì nhập khẩu hải quan chính ngạch nên việc công chứng sang tên rút gốc ok hết nha, không có vấn đề gì. Quý khách có quan tâm thì trên góc màn hình có hai cái số điện thoại là 0933 891 954 và 0902 319 854. Mô tô Văn Nga thì có địa chỉ 335 An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân này. Và có trang Facebook cá nhân là Nga Lê Văn luôn nha. Mình xe mới về mà thường hay cập nhật ở trên Facebook trước và Zalo trước, quý khách có tiện theo dõi thêm ha. Nhiều khi cái hội làm YouTube nó hơi lâu, mình kẹt thì cái hồi lâu lâu mới làm, chẳng hạn như 3-4 ngày qua kẹt việc quá không có làm YouTube được. Có những anh cũng gọi hỏi thăm sao không thấy cái clip nào. Đúng là các anh cũng đúng là đam mê xe thật á, chỉ có mấy ngày không thấy clip nào cũng hỏi thử thì tiện hỏi thăm. Rất là cảm ơn các anh đã quan tâm như vậy.
Và mình cũng xin bổ, cái này mình nói rất là nhiều rồi, nhưng mà mình cũng xin nói thêm luôn, có những anh đã coi rồi thì bỏ qua hả, còn những anh mà chưa coi thì lưu ý thêm tí xíu. Hiện tại thì trên những cái diễn đàn mạng, trên Facebook đó, thì nó lấy những cái hình ảnh những xe bán như thế này nè, tại vì nó lấy hình ảnh ăn cắp đi ngoại thì không có gì khó hết, thì nó đăng lên những diễn đàn, nó đăng nó bán xe, rồi các anh vô các anh đặt cọc từ xa rồi bị lừa rất là nhiều nha. Nên thành ra mình cũng khuyến cáo các anh em, nếu mà muốn đặt cọc mua xe của ai thì hãy hiểu rõ người đó, đúng bản, đúng xe đó, đúng người đó, phải biết địa chỉ rõ ràng. Và các anh chưa quen rồi phải hỏi người thứ hai, thứ ba để cho biết rõ ràng cái người bán xe như thế nào nha, đặt cọc mua nha. Ngày hôm qua cũng có một anh bị lừa 160 triệu cũng tới đây hỏi thăm thử có biết người đó không, thì mình nói rằng là các anh đặt cọc mua của ai các anh phải biết nha, còn không biết là đừng có nên đặt cọc là mất á. Còn hiện tại những cái xe mình đang bán như thế này, chụp hình ở trên mạng như thế này nó rất là nhiều, nó lấy rất là dễ dàng, nó đăng ở trên Facebook. Như con xe mình bán như thế này 355 triệu chẳng hạn, như chiếc này đi, nó lấy cái hình ảnh nó đăng trên mạng, nó bán tầm 150 triệu thôi, thậm chí là chưa tới nữa, và nó hứa sẽ bao giấy tờ ra các anh tin tưởng chụp hình cái căn cước gửi cho nó, rồi nó lấy cái căn cước, cái hình căn cước các anh đó, rồi nó làm một cái cà vạt giả, cái cà vạt giả bây giờ nó làm không có gì khó hết, rồi làm biển số giả, chi phí làm có đó chầm đâu nhiêu đâu, chừng triệu bạc, hơn triệu bạc, hai triệu bạc thôi là nó đã làm xong rồi. Nên thành ra các anh đừng có dễ bị lầm và bị lừa những việc đó. Hả, thấy cái tên mình cái ham rẻ quá, nghĩ đâu rồi sao mà nó làm hay vậy, rồi đặt cọc thêm cho nó, rồi nó hứa xe nó sẽ giao tận nơi, nhưng mà đặt cọc xong rồi thậm chí có những anh thanh toán hết tiền luôn, nó không có xe đâu, tại vì hình ăn cắp đi mạng mà. Có những anh mà quen với mình rồi, những cái xe mình chụp hình quen hết rồi thì các anh rất là cảnh giác, rất biết. Còn phần lớn những anh bị lừa như vậy phần lớn là ham rẻ mà thôi, nên đời cái gì rẻ là nó rất là nguy hiểm ha, không có dễ. Những con xe như thế này mà giấy tờ sang tên được thì không có chuyện mà tới dễ dàng mà tới mấy anh mua đâu, thị trường mà mất quá gì nó rào chi trên mạng cho nó mệt, chỉ cần gọi điện bán cho tụi mình thôi là đã bán dễ dàng rồi. Thậm chí như con xe như thế này bán, đừng có bán mà trăm mấy hai trăm triệu, bán 300 triệu thôi lái đã mua rồi, mua nhanh luôn rồi. Thành ra các anh đừng có ham rẻ, con xe đó có 100 mấy chục triệu thôi, rồi một hay nhảy vô mua rồi bao sang tên hứa hư với vợ, không có gì ăn vậy đâu, ham rẻ là chết. Hồi trưa nay cũng một người bị dính 40-50 triệu gì đó, không dám nói ra rõ cái số giá tiền, nói mới đặt mấy chục triệu rồi nhờ mình kiểm tra dùm người đó có quen, mình không có quen đâu, lừa đảo mà quen gì đâu mà quen. Còn có anh lúc trước anh kia thì thắng rồi, thì anh kia bị lừa 230 triệu, anh hôm qua tới đây thì 160 triệu rồi, nó bán trì mạng mà đâu có phải ai bán mô tô mình cũng quen hết đâu, mà thành phần đó là không có con xe mô tô nào hết, chỉ có lừa đảo lấy hình ảnh trì mạng đăng lên vậy bạn. Đừng có cả tin, mình có tiền rồi mà nên mua cái xe cho nó đúng giá trị, đúng cửa hàng cửa hiệu đàng hoàng mua nha các anh. Mình thấy các anh bị lừa nhiều quá mình cảnh báo vậy thôi, chứ con không có gì. Rồi mình rất là chân thành cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm ủng hộ Mô Tô Ba Nga, rất nhiệt tình, mình chân thành cảm ơn và xin chào tất cả.